chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Chốt Game, trở lại với giải đấu World Cup DLS 20 ở trên kênh Chốt Game. Và như chúng ta biết thì đội Brazil của chúng ta đã có tấm vé đi tiếp sau hai chiến thắng. Và hôm nay họ sẽ có một trận đấu cuối cùng ở vòng bảng thứ nhất gặp đội tuyển Ghana. Nếu như trong trận đấu ngày hôm nay đội tuyển Ghana có một chiến thắng đậm đà trước đội tuyển Brazil của chúng ta thì họ vẫn có thể có được một tấm vé đi tiếp. Nhưng đó là một giấc mơ có thể nói là xa vời đối với Ghana, bởi Brazil trong thời điểm hiện tại đang là rất mạnh. Đây là sơ đồ chiến thuật cũng như đội hình ra quân của các cầu thủ Brazil. Theo quan sát của chúng tôi thì có một sự thay đổi nhỏ ở hàng tiền vệ. Trước trận đấu, ông huấn luyện viên Dunga luôn có những lời dặn dò đối với các học trò của mình. Đội tuyển Ghana và đội tuyển Brazil ra quân trong trận đấu này với trang phục truyền thống. Người đang có bóng là Neymar. Tạt bóng vào. Tạt bóng tấn công đầu tiên không thành công. Bên phía đội tuyển Ghana thì có cái tên sáng giá, theo như tôi biết thì đó là Amoa Dukan. Rất khó khăn cho đội tuyển Ghana trong trận đấu ngày hôm nay, bởi vì nếu muốn đi tiếp thì họ phải có một chiến thắng đậm đà. Đó là một điều có thể nói là rất khó. Tạt bóng vào. Danilo đã phải đánh đầu chịu quả phạt góc. Vâng, chúng ta thấy thì những giây phút đầu tiên các cầu thủ Ghana đã có những pha bóng khá là nguy hiểm. Họ gần như là không còn gì để mất. Trận đấu này đành phải quyết chiến. Một pha chuyền bóng dài nhưng không chính xác. Ari. Thủ môn Ari đã phải băng ra khu vực 16m50 để phá bóng. Rafael là người đang thực hiện quả đá biên. Danilo. Vẫn còn Danilo. Chuyển xuống như Jesu. Julio dứt điểm không vào. Vừa rồi là một pha khứ lòng của Julio, thiếu đi cái độ xoáy. Đây có thể nói là những pha dứt điểm rất yêu thích của các cầu thủ Brazil. Sau vòng đấu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ biết được những cái tên nào sẽ giành vé đi tiếp và những cái tên nào sẽ phải ở lại. Rất nguy hiểm, đang đối mặt với thủ môn. Xuống đi, không vào. Rất may cho các cầu thủ Brazil là vừa rồi trong khung thành có thủ môn Alisson. Anh đã cản phá một tình huống dẫn đến một bàn thua trông thấy. Cũng phải đáng trách cho cầu thủ người Ghana là pha dứt điểm của anh là không thật sự nguy hiểm. Pha chuyền dài lên cho Neymar kịp không? Neymar không kịp rồi. Hơi chậm một chút xíu. Asamoah. Hai đội đang thi đấu có phần ngang ngửa. Rất nguy hiểm. Danilo. Danilo. Cú sút từ xa của Danilo nhưng hơi nhẹ. Những cú dứt điểm như vậy thì không thể làm khó được thủ môn Ari. Ati. Costa. Costa vào. Một pha dứt điểm bất ngờ của Costa. Khoảng cách khoảng 35m. Rất là tuyệt vời. Vâng, ở cuối hiệp 1 thì Costa đã có một pha dứt điểm sấm sét, khiến thủ môn của bên phía Ghana phải vào lưới nhặt bóng. Một cú sút rất hiểm từ xa. Đó là một món quà cho những con người yêu bóng đá, những con người yêu vũ điệu Samba. Và hiệp 1 đã kết thúc, tỷ số là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Brazil. Quý vị và các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục theo dõi những cái trận đấu ở giải World Cup DLS tiếp theo. Hiệp 2 đã được bắt đầu. Sandro rất kỹ thuật nhưng không qua được Asante. Tốc độ rất nguy hiểm. Cú đánh đầu không thật sự là nguy hiểm. Fabinho. Fabinho rất kỹ thuật. Phạm lỗi rồi.
Vâng, thẻ đỏ trực tiếp dành cho Duncan. Chúng ta hãy xem lại tình huống này. Thẻ đỏ trực tiếp theo tôi là hơi nặng. Chúng ta hãy xem lại, quan sát thật kỹ. Vâng, có vẻ như Duncan đã đối đầu với Fabinho. Và đó là một tình huống khá nguy hiểm. Vâng, gọi là một pha cục đầu. Cũng vừa đấu nhau sẽ là một bất lợi rất lớn đối với các cầu thủ Ghana khi mà họ phải đang dẫn 1-0 và phải chơi với thiếu người. Neymar vừa rồi là một pha bóng giật mình của Neymar. Anh không thể ngờ được hậu vệ của đội Ghana lại chuyền quả bóng ngay vào chân mình. Jesus kịp không? Jesus dứt điểm ngay. Không có gì nguy hiểm đối với Ati. Các cầu thủ Ghana cần phải làm một cái gì đó mạnh mẽ hơn, bởi vì họ không còn gì để mất nữa rồi. Jesus phải dứt điểm. Vẫn còn. Phạm lỗi. Ati. Vẫn còn. Pha chuyền bóng hơi sâu nhưng Alisson vẫn bay người. Rất là khó khăn cho các cầu thủ Ghana. Và nếu như chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ Brazil của chúng ta sẽ có được 9 điểm tối đa và dẫn đầu bảng 1. Pha chuyền bóng đến cho Jesus. Junior Asamoah. Pha mở cánh của Asamoah là hơi mạnh. Các thủ Brazil vẫn chưa có sự thay đổi người nào. Julio mở cánh cho Neymar. Rất thoáng Neymar. Hơi chậm một chút xíu. Vâng, trong tình huống vừa rồi thì Neymar nên dứt điểm sớm hơn. Vậy là trận đấu đã kết thúc và tỷ số là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Brazil của chúng ta. Các thủ Ghana đang có phàn nàn đối với trọng tài về chiếc thẻ đỏ. Đây là kết quả sau 3 vòng đấu của giải World Cup DLS20. Ở bảng 1 thì Brazil có 9 điểm tối đa đang dẫn đầu, và Pháp là người đứng thứ hai có tấm vé đi tiếp. Ở bảng 2 thì Scotland và Paraguay là những người được đi tiếp. Rất tiếc cho đội tuyển Anh, họ đành phải dừng bước ở giải World Cup DLS20 lần này với 3 điểm. Tiếp theo là Argentina và Chile là những người được đi tiếp ở bảng số 3. Na Uy và Colombia đành phải chia tay World Cup DLS20 lần này với 3 điểm và 0 điểm. Vâng, đây là một bảng đấu tử thần. Ở bảng thứ 4 thì Uruguay và Thụy Điển là những người được đi tiếp. Rất tiếc cho đại diện Australia của châu Á chúng ta đành phải dừng bước với 4 điểm. Và ở bảng thứ 5 là những người đi tiếp sẽ là Cameroon và Ireland. Cùng được 7 điểm nhưng Cameroon xếp trên bởi vì họ hơn chỉ số bàn thắng bại. Cộng hòa Séc cũng phải dừng bước. Ở bảng số 6, Italia có 9 điểm tối đa và dẫn đầu cùng với Bỉ là hai cái đội bóng dắt nhau vào vòng tiếp theo. Rất tiếc cho Đan Mạch phải dừng bước với 3 điểm. Còn Slovakia thì không có điểm nào. Peru và 9 điểm. Tây Ban Nha được 4 điểm. Vâng, rất may mắn cho Tây Ban Nha ở bảng số 7. Họ có 4 điểm cùng với đội đứng tiếp theo đó là Romania ở Hungary, nhưng mà họ hơn chỉ số bàn thắng bại. Ở bảng thứ 8 đó là Austria và Bồ Đào Nha may mắn có tấm vé đi tiếp với 5 điểm. Vâng, chúc mừng Bồ Đào Nha. Bây giờ thì xin chào quý vị và hẹn gặp lại. Chúng ta đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những trận đấu tiếp theo ở vòng 1/16.